Chào mừng các bạn đã đến với vòng 1 cuộc thi người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm 2020. Các bạn thân mến, đến với vòng thi này thì các thí sinh của chúng ta sẽ thể hiện phần thi của mình với chủ đề Tôi là ai? Và mỗi đội sẽ có một đề bài riêng. Đề bài của đội cô Hồng Luyến đó chính là Tôi tỏa sáng. Đề bài của đội thầy Phạm Văn Thông đó chính là Bạn số mấy. Và đề bài của đội chúng tôi đó chính là Bạn màu gì? Và sau đây, vòng 1 cuộc thi người dẫn chương trình học đường mùa 3 xin được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu như các thành viên trong đội của tôi đã kể về những con số gắn với bản thân mình hay tính cách của họ, thì hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một con số mà tôi đã đặc biệt ấn tượng trong các dãy số tự nhiên. Con số ấy chẳng liên quan gì đến một dấu mốc quan trọng của cuộc đời tôi, cũng chẳng phải là thông điệp mà tôi muốn gửi đến cho các bạn, càng không phải là một con số gắn với độ tuổi của tôi, mà đơn giản con số ấy là một con số gắn với chuỗi các sự kiện thất bại mà tôi đã từng trải qua. Đó chính là con số 5. Đầu tiên thì tôi xin được kể sơ qua về con số đặc biệt này nhé. Số 5 trong địa lý có nghĩa là có 5 yếu tố cấu tạo nên lớp vỏ trái đất. Đó chính là thạch quyển, sinh quyển, khí quyển, thủy quyển và thổ nhưỡng quyển. Hệ thống các lục địa trên trái đất có 5 châu lục. Vạn vật được quy nạp, tổng hợp lại thành 5 dạng vật chất. Đó chính là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngón tay của một bàn tay bình thường có 5 ngón, có ngũ quan, ngũ vị. Một ngôi sao bình thường thì sẽ có 5 cánh, có đúng không nào? Đấy là những ý nghĩa tốt đẹp của con số 5 trong cuộc sống, đại loại là như vậy. Thế nhưng con số 5 đối với tôi thì lại hoàn toàn trái ngược lại. Thì sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuỗi các sự kiện liên quan đến con số 5 của tôi nhé. Lúc tôi 5 tuổi, mẹ tôi có kể lại rằng lúc ấy tôi bị bệnh, phải nghỉ học đến tận 5 ngày mới có thể đi học lại. Đến khi đi học lại thì tôi lại bị cô giáo phạt bởi vì viết mãi mà không viết được con số 5. Thì phải tập luyện rất là nhiều ngày thì tôi mới có thể viết được con số ấy. Chứ hết đâu, tôi còn nghe mẹ tôi kể lại rằng tôi được sinh vào ngày mùng 5 âm lịch, cái ngày mà theo quan niệm của người phương Đông là một ngày không mấy may mắn. Ôi thật không thể tin được, ấy thế mà đôi khi tôi lại sợ chính những điều di tâm như vậy. Thế nhưng ngày càng lớn lên, tôi chợt nhận ra một điều rằng đấy chỉ là những câu chuyện trùng hợp vô căn cứ. Bởi với tất cả những nỗ lực của bản thân mình, thì khi nhìn lại, con số 5 cũng gắn với những bề dày thành tích học tập của tôi. Chẳng hạn như là 5 năm đứng trong top 5 học sinh có thành tích cao nhất trường. Và năm nay tôi quyết định sẽ lên kế hoạch cho 5 năm hành trình sắp tới của mình. Tôi phải vạch rõ kế hoạch của cuộc đời mình, dù cho kế hoạch ấy có thành công hay không. Nhưng tôi tin rằng với một người có ý chí và niềm tin vào bản thân như tôi, thì thời gian sắp tới các bạn sẽ sớm để bắt gặp một hình ảnh của Trần Thị Quế Phương đầy bản lĩnh, tự tin, từng bước chinh phục thử thách. Và hãy xem cuộc thi người dẫn chương trình học đường năm nay là một dấu mốc để đánh dấu hình ảnh của tôi với 5 nguyên tắc, đó chính là không bỏ cuộc, không ngừng học hỏi, không sợ thất bại, biết thấu cảm và biết chịu trách nhiệm. Xin cảm ơn. Lời nói đầu tiên cho phép tôi, Đoàn Thanh Bình, thí sinh của cuộc thi người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm 2020, gửi đến tất cả quý vị lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất đến ban tổ chức chương trình. Kính thưa tất cả quý vị, có lẽ sự có mặt của tôi trong chương trình ngày hôm nay đã gây không ít bất ngờ cho nhiều người, và càng bất ngờ hơn khi tôi đã lọt vào vòng sơ khảo để có mặt trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay đến với phần thi Tôi là ai này và mang theo cho mình một con số, đó là con số 3. Và con số 3 này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi thì chắc chắn tôi sẽ nói cho các bạn được rõ. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi các bạn một điều rằng, khi còn là một đứa trẻ thì tất cả các bạn cũng đã có những mơ ước đúng không ạ? Và dường như những ước mơ đó không có giới hạn, không có rào cản và cũng chẳng chất chứa một cái nỗi lo sợ nào cả. Vì còn trẻ mà cứ vô tư mơ ước đi, vì có ai mà đánh thuế vào ước mơ đâu. Nhưng khi dần lớn lên, chúng ta bắt đầu nhận ra được những sự thật khắc nghiệt của cuộc sống. Chúng ta nhận ra được những ước mơ thở nhỏ trở nên khó thực hiện hơn chúng ta suy nghĩ nhiều. Và dần chúng ta bắt đầu lo sợ, sợ mình không có đủ bản lĩnh để thực hiện ước mơ của bản thân. Không biết mọi thứ xung quanh sẽ như thế nào nếu bạn thất bại. Nên thay vì thoát khỏi vùng an toàn, bạn chọn ở yên một chỗ. Và kết quả vẫn chỉ có một, đó là bạn đang tự giới hạn chính bản thân của mình. Tôi đã từng nghe một câu chuyện như thế này các bạn. Có một chú chim đại bàng con rơi từ trên vách núi cao xuống, gặp một cậu bé tốt bụng đem về nhà chăm sóc. Kể từ đó, cậu bé và đại bàng lúc nào cũng như hình với bóng, không rời nhau nửa bước. Nhưng cậu bé vẫn không quên dạy cho con đại bàng tập bay. Vì một con đại bàng mà không biết bay thì cũng chẳng khác nào một con gà ở trong cái xó chuồng hết cả. Thế là mỗi ngày cậu bé tìm mọi cách để dạy cho con đại bàng tập bay. Mặc dù người hàng xóm nói với cậu rằng con đại bàng còn quá nhỏ, nhưng cậu vẫn luôn miệng động viên và khích lệ con đại bàng rằng mày hãy dang cánh ra, hãy đập bánh bay đi, nếu không mày sẽ không bay được đâu.
Đại bạn con phải đầu quá trình tập bay với nỗi lo lắng và đầy sợ hãi, những cú ngã đầy đau đớn. Nhưng với sự khích lệ của cậu bé nó ngày càng kiên trì và cố gắng hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, đại bàng con giờ đã có thể tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Bây giờ suy ngẫm lại, nếu ngày xưa cậu bé không đủ kiên nhẫn để tập cho con đại bàng bay, hay đại bàng không chịu tập bay thì chắc chắn nó sẽ đánh mất chính bản năng của mình, cam chịu để trở thành một con gà chỉ quanh quẩn dưới mặt đất. Bây giờ ngẫm lại, nếu ngày xưa cậu bé không đủ kiên nhẫn để dạy cho con đại bàng tập bay, hay đại bàng không chịu cất cánh bay thì nó chắc chắn nó sẽ đánh mất chính bản năng của mình, cam chịu trở thành một con gà chỉ quanh quẩn dưới mặt đất. Nếu đại bàng không chịu tập bay thì nó đã không biết mình có thể bay cao, bay xa như thế nào, và sống với một niềm tin sai lầm rằng mình chẳng thể nào được bay. Con người cũng vậy, nếu cứ mãi lo lắng và sợ hãi thì chúng ta cũng chẳng thể nào biết được chúng ta có thể làm được những gì. Mỗi ngày còn sống trên cõi đời này đối với chúng ta là một món quà quý giá và cũng là một cơ hội để cho chúng ta đi đúng hướng. Thời gian đã trôi qua thì không thể nào lấy lại được, nhưng hãy hành động ngay hôm nay với nguyên tắc 3-0 sau đây để phá bỏ giới hạn của chính bản thân mình. 1. Không còn rào cản. 2. Không còn rú rú trong vùng an toàn. 3. Không biến mình thành tôi không thể. 3 điều trên đồng nghĩa với việc bạn cần loại bỏ bất cứ suy nghĩ nào ngăn cản bạn được đạt được mục tiêu của chính bản thân mình. Coi các rào cản và các việc cảm thấy khó chịu là cơ hội, và đồng thời hãy biến tôi không thể thành tôi có thể. Và bên cạnh đó, hãy dành toàn bộ sức lực và tâm trí vào những đam mê và việc bạn muốn làm, cũng như sự có mặt của Đoàn Thanh Bình trong cuộc thi ngày hôm nay. Mặc dù chưa có thể nói trước được là mình có thể đi đến đâu và có thể trở thành quán quân của cuộc thi người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm nay hay không, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng tôi đã vượt qua chính bản thân mình để có mặt trong người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm 2020. Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Thị Kim Nguyên. Hôm nay tôi đến với phần thi này với một màu sắc mà tôi yêu thích, đó là màu xanh. Thế tại sao đây lại là màu sắc mà tôi yêu thích? Và màu xanh này nó có ý nghĩa thế nào đối với cuộc đời của tôi? Các bạn thân mến, màu xanh còn được biết đến là màu xanh nước biển, xanh da trời, xanh của cây cỏ hoa lá. Đây là màu sắc rất được nhiều người yêu thích bởi tính dịu mát, nhẹ nhàng mà nó mang lại. Nhưng thế ít ai biết rằng màu xanh còn là đại diện cho sự điềm đạm và thanh tĩnh. Không những thế, màu xanh còn tạo nên cảm giác yên bình khi nhìn vào nó. Còn một điều nữa mà ít ai để ý đến đó là bạn có thể bắt gặp màu sắc này rất nhiều trên website, logo, banner, mạng xã hội Facebook, Zalo. Nó là màu sắc của chữ chia sẻ, tạo sự giá trị cho cộng đồng, để làm nổi bật lên thông điệp muốn truyền tải rộng rãi. Trở lại với bản thân tôi yêu thích màu xanh bởi chính những điều mà tôi vừa nói ở trên. Vì bản thân tôi là một người mang trong mình một mong muốn mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Và màu xanh còn là màu áo mà tôi yêu thích và gắn bó. Đó chính là chiếc áo xanh thanh niên Việt Nam. Các bạn biết không, tôi đã từng tham gia cuộc thi người dẫn chương trình học đường mùa 2, nhưng tôi đã thất bại. Tôi cảm thấy tự ti và gần như muốn thu mình lại. Nhưng khi nhìn lại màu xanh của chiếc áo thanh niên Việt Nam, tôi đã bừng tỉnh lại và tự nhắc mình rằng sở dĩ áo đoàn thanh niên có màu xanh đậm là vì đó là màu áo của tuổi trẻ, của nghị lực, của ước mơ, có thể vươn tới chân trời sáng tạo, sẵn sàng cống hiến. Và việc có mặt của tôi trong cuộc thi ngày hôm nay cũng là một minh chứng cho sự nỗ lực, dám khẳng định mình, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Các bạn thân mến, trước đây khi nhìn những anh chị trường ta mang trong mình chiếc áo màu xanh này, tôi đã từng ấp ủ một điều rằng mình phải phấn đấu trở thành một đoàn viên ưu tú để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì thế mà trong suốt 3 năm qua, bằng ý chí mạnh mẽ của mình, tôi luôn vượt lên khó khăn. Muốn dùng sức trẻ của mình để cống hiến, muốn khám phá bản thân mình và muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Và cũng trong cuộc thi người dẫn chương trình học đường mùa 3 này, các bạn sẽ thấy một Nguyễn Thị Kim Nguyên đầy nhiệt huyết với màu xanh của tuổi trẻ và sẽ luôn làm cho tuổi trẻ của mình mãi xanh. Mỗi chúng ta là một điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã tạo ra. Hãy tạo ra cho mình một cái tôi hoàn hảo bằng cách tự trả lời những câu hỏi: mình là ai, mình đang ở đâu, mình cần gì, mình muốn gì. Tôi là ai? Một câu hỏi có vẻ khá khờ khạo, nhưng thật ra sự trắc ẩn của nó không hề nhỏ đối với tôi và nhất là đối với giới trẻ cùng lứa tuổi hiện tại. Tôi may mắn thấy được đam mê của mình là ca hát ngay từ rất nhỏ. Tôi lớn lên ở Tiền Giang, một vùng nông thôn nhỏ thôi, một tỉnh bé bé, nhưng chắc hẳn đó là nơi tôi tìm về mỗi khi tôi muốn được bình dị, yên tĩnh. Và đó cũng là nơi mà tôi gọi là quê hương.
cũng là nơi mà gia đình tôi ở đó. Từ nhỏ tôi chỉ có cha, người phụ trách cả hai công việc lẫn trách nhiệm cả cha lẫn mẹ. Nói thật, mẹ tôi đã mất cách đây gần 10 năm vì một vụ tai nạn giao thông. Cha tôi phải một mình tần tảo nuôi tôi lớn đến ngày hôm nay. Thay vì tôi ước mơ có mẹ như bao đứa trẻ khác, tôi lại muốn mình được mạnh mẽ và phải mạnh mẽ để bớt đi phần nào gánh nặng trên vai của cha tôi. Nhưng một đứa con gái gầy gò ốm yếu, có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì cũng gọi là phái yếu. Tôi nhiều ước mơ lắm, nhưng đam mê chỉ có một, đó chính là ca hát. Suy luận vớ vẩn không các bạn? Vì đam mê và có một chút năng khiếu, từ nhỏ tôi đã can đảm một mình đứng trên sân khấu mà diễn sướng hát ca. Năm 11 tuổi, tôi đã đứng trên sân khấu lớn của huyện để thi và được giải khuyến khích đầu tiên. Tôi thấy sung sướng và tự hào không tả nổi mỗi khi nghe được tiếng vỗ tay của khán giả khi tôi đứng trên sân khấu. Nhưng gia đình tôi lại không ủng hộ việc này cho lắm. Cha tôi nghĩ đây chỉ là một việc vô bổ, không giúp ích gì được, nên đã cấm tôi hoạt động ca hát một thời gian. Thời gian đó tôi như gục ngã, cứ liên tha liên thuyên như người mất hồn. Và cuộc thi tiếng hát học đường do trường phát động đã đến. Tôi cũng định từ bỏ, nhưng nhờ thầy cô và bạn bè khích lệ, tôi đã quyết định giấu cha tôi mà đi thi. Các bạn biết sao không? Cuộc thi đó tôi được hạng nhất toàn trường và được cử đi thi cấp huyện. Cảm xúc tôi như vỡ òa, tôi chạy về khoe với cha. Như các bạn đã biết, cha tôi không thích tôi hoạt động ca hát. Nhưng lần này cha chỉ cười nhẹ và nói, con gái cha giỏi lắm. Tôi như được vỡ òa, nhân đôi hạnh phúc. Nếu nên nói và trả lời câu hỏi, tôi là ai? Tôi xin phép trả lời rằng, tôi là tôi. Tôi yêu và thương lắm hai từ đam mê. Tôi mạnh mẽ và cũng yếu đuối lắm với hai từ đam mê. Không được đánh mất chính bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Muốn như thế, chúng ta phải đi tìm câu hỏi, tôi là ai? Tôi muốn trở thành người như thế nào? Tôi cần gì? Để có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại, hãy cố gắng lên, vì tất cả chỉ là chông gai nho nhỏ trên con đường khẳng định chính cái tôi của chính bản thân mình. Khi nói về bản thân, chúng ta sẽ có hàng trăm hàng ngàn câu chuyện khác nhau được kể về chính mình, và tôi cũng không ngoại lệ trong số ấy. Ngày hôm nay, tôi đã đứng ở đây để kể cho các bạn nghe về câu chuyện của riêng tôi. Khi nhìn vào tôi, không khó để bạn nhận ra rằng tôi là một con người hoạt bát, tự tin và luôn tràn đầy trong mình những năng lượng tích cực. Nhưng để có thể là một con người như hiện tại, bạn không thể biết tôi đã trải qua những gì đâu. Tôi ở đây để nói cho bạn nghe về chính con người của mình. Nếu có một câu hỏi được đặt ra rằng, trên suốt quãng đường mà bạn bước đi, bạn có từng thất bại không? Thì tôi xin trả lời là có, vì đâu ai đủ hoàn hảo để không phải nếm trải cảm giác một lần thất bại trong đời. Nhưng thất bại ấy không làm tôi chùn bước, mà tôi coi nó như một bài học, một trải nghiệm sống để chúng ta có thể trưởng thành hơn, chúng ta mạnh mẽ hơn. Qua những lần thất bại đó, bạn có thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Không biết mọi người ở đây có ai từng so sánh mình với người khác chưa? Nhưng với tôi luôn xem nhẹ mình hơn so với người khác trong mọi phương diện. Tôi sợ mình thua họ cái này, tôi sợ mình thua họ cái kia. Từ đó tôi luôn chạy theo những hình tượng mà tôi cho là mình thua kém họ. Vì những suy nghĩ ấy, tôi đã sống khép nép hơn, rồi dần dần chẳng muốn tiếp xúc với ai cả. Cho đến khi tôi nhận ra tôi không còn là chính tôi nữa, vì do mải mê chạy theo những hình tượng mà mình đặt ra, mà tôi đã quên đi chính bản thân mình. Và tôi nhận ra một điều rằng, chúng ta là những cá thể khác biệt, mỗi người lại có mỗi cuộc sống khác nhau. Vậy tại sao chúng ta lại muốn trở thành một bản sao của người khác, để rồi phải bị nhấn chìm trong những ý nghĩ tiêu cực? Khi nhận ra điều ấy, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình để tìm lại chính mình bằng cách mở rộng hơn trái tim mình để hiểu mình muốn gì và mình cần gì. Và ngày hôm nay, tôi đã biết mình là ai và biết đam mê của mình là gì. Và cho đến hiện tại, tôi đã biết ước mơ, biết đam mê của mình là gì. Và tôi, Dương Thị Kim Ngân, tôi tin rằng mình sẽ đạt được ngôi vị cao nhất trong chương trình này. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Ngọc Tuyền, đến từ lớp 10A4. Hôm nay tôi rất vui khi được đứng trong chương trình này và tôi cũng rất hạnh phúc khi được nói về gia đình của mình. Và đây cũng là chủ đề của ngày hôm nay mà tôi muốn nhắc đến, mong mọi người sẽ lắng nghe. Trước khi nói về gia đình của tôi, cho phép tôi xin được hỏi các bạn một câu. Đã bao giờ ba mẹ của các bạn nói rằng là bằng tuổi mày á là ta phải đi bắt cua, bắt tép để bán kiếm tiền, bằng tuổi mày á là ta phải nghỉ học để đi phụ gia đình? Có bao giờ chưa ạ? Khi nghe câu này thì các bạn nghĩ như thế nào? Với tôi, mọi thời nó mỗi khác, sao mà giống nhau được? Nhưng tôi biết rằng nếu như lúc trước ba mẹ không cố gắng làm,
thì ba mẹ sẽ không có điều kiện để lo cho tôi đầy đủ như bây giờ. Và tôi biết mục đích của ba mẹ nói câu đó, muốn con cái cảm thông và biết quý trọng công lao của mình nhiều hơn. Và sau đây, cho phép tôi xin được nói về gia đình của tôi. Gia đình của tôi cũng giống như mọi người vậy, hạnh phúc có, cãi vã có. Nói về hạnh phúc, tuổi thơ của tôi là cả một bầu trời đầy tiếng cười và sự yêu thương từ ba mẹ. Nếu như kỷ niệm làm cho tôi nhớ nhất, đó chính là bữa cơm. Chiều hôm đó, tôi và anh tôi cùng đi câu cá để đem về làm bữa cơm chiều cho mẹ tôi không cần phải tốn tiền để đi mua. Tuy chỉ là một món cá, nhưng đó là bữa cơm hạnh phúc nhất. Dù nghèo khó, nhưng cuộc sống giản dị ấy luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng mọi thứ đều dừng lại khi tôi bước vào tuổi 13. Không biết là cuộc sống này thay đổi hay là do tôi đổi thay, gia đình của tôi không còn tiếng cười như trước nữa. Và cãi vã bắt đầu mở ra, cãi vã vì một chuyện nhỏ nhặt nhất. Đôi khi cãi vã, tôi luôn nghĩ gia đình hạnh phúc trước kia của tôi đâu, tiếng cười đâu. Tại sao gia đình khác có thể giải quyết mâu thuẫn bằng cách thảo luận, bàn luận ai đúng ai sai? Đôi khi tôi suy nghĩ đến chuyện sẽ bỏ nhà đi, nhưng tôi lại sợ làm cho mẹ khóc, làm cho cha lo, nên tôi đã từ bỏ việc đó. Nhưng đến với thời điểm bây giờ, tôi chưa bao giờ nghe ba mẹ hỏi rằng là con cần gì, con muốn gì và ước mơ của con là gì? Chưa bao giờ. Và các bạn có biết vì sao tôi lại nói như vậy không? Vì tôi biết tôi là ai, tôi cần gì và tôi biết tôi cho đi những gì. Khi đứng đây, tôi biết ba mẹ sẽ xem chương trình này và tôi muốn nói ra hết tất cả để ba mẹ có thể nghe và hiểu tôi. Tôi muốn khẳng định cho ba mẹ thấy rằng là con gái của ba mẹ sẽ đạt được những ước mơ mà mình mong muốn và muốn cho ba mẹ thấy con đã lớn. Lời nói đầu tiên cho tôi xin cảm ơn với quý vị ban giám khảo và các huấn luyện viên đã cho tôi vượt qua vòng sơ khảo để có mặt trong vòng thi tiếp theo của cuộc thi người dẫn chương trình mùa 3 năm 2020. Đối với tôi, một màu sắc không thể nào nói lên được tính cách cũng như là cuộc sống của mỗi con người. Nhưng màu sắc mà tôi muốn gửi gắm bản thân của mình vào trong đó chính là màu cam. Màu cam là một màu của sự vui vẻ và tràn đầy sự tỏa nắng cũng như là kiên trì. Màu cam là một sự kết hợp hài hòa giữa sự mạnh mẽ và kiên trì của màu đỏ cũng như là sự tỏa sáng và vui vẻ của màu vàng. Vâng, màu cam là màu của tự nhiên. Bởi vì vậy nên những người thích màu cam thường là những người sống hướng ngoại và thích phiêu lưu mạo hiểm, thích hòa mình vào thế giới xung quanh để có thể cảm nhận và trải nghiệm được những điều thú vị của thế giới muôn màu này. Người thích màu cam là một người yêu thiên nhiên, chính vì vậy họ là những người thích những hoạt động thể thao ngoài trời cũng như là đi du lịch. Người thích màu cam là những người khá là bốc đồng nhưng họ rất là chu đáo. Người thích màu cam, họ có thể biết được mình đang nghĩ gì, làm gì và muốn gì. Màu cam là một màu của sự nắng ấm, bao tỏa cả bầu trời. Và tôi cũng muốn như thế. Tôi muốn mình có thể tỏa sáng, mang đến những nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người và truyền tải những thông điệp tốt đẹp đến với cộng đồng và mọi người xung quanh. Và đó là lý do mà tôi đến với cuộc thi người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm 2020. Và hãy theo dõi tôi để xem tôi có thể tỏa sáng và truyền tải đến những thông điệp tốt đẹp và nhân văn như thế nào đến với mọi người nhé. Xin cảm ơn. Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm 2020. Tôi là Minh Thư, học sinh lớp 12 của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngô Văn Nhạc. Nếu có thể chọn một cách để thể hiện cảm xúc của mình, tôi sẽ chọn âm nhạc. Vì chỉ khi hòa mình vào âm nhạc, tôi mới cảm thấy tôi đang là chính tôi. Bởi lẽ tôi là một cô gái luôn sống thu mình vào thế giới nhỏ của riêng bản thân tôi. Tôi luôn đặt một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh vì tôi sợ tôi sẽ làm phiền mọi người nếu tôi vượt qua khoảng cách đó. Vì vậy tôi đã bỏ lỡ qua rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống và bỏ qua rất nhiều mối quan hệ đến với mình. Và đây, sai lầm lớn nhất của tôi chính là để cho mặc cảm tự ti đồng hành cùng với mình trong suốt 18 năm thanh xuân. Đúng vậy, tôi đang sống ở cái tuổi nhiệt huyết của tuổi trẻ. 18 chính là lứa tuổi của ước mơ và hy vọng, là lứa tuổi của những khát vọng ngông cuồng, là lứa tuổi của những hy vọng về tương lai. Không có gì phải phàn nàn về tuổi trẻ cả, vì sống là phải có niềm tin và hy vọng. Hy vọng chính là sức mạnh của con người và niềm tin chính là cốt lõi của ước mơ. Có một người bạn đã từng nói với tôi rằng nếu tôi cứ chìm đắm trong mặc cảm tự ti như thế này, thanh xuân của tôi sẽ bị chính tay tôi đánh mất. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình đã quá tiêu cực. Tôi đã nhận ra mình đã rời xa con số 18 đến nhường nào. Các bạn biết đấy, khi chúng ta 18, chúng ta phải tự thân mình quyết định những
lựa chọn quan trọng của cuộc đời, dù đúng hay sai, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa. Thế nhưng làm sao tôi có thể lựa chọn được những cái quyết định đúng đắn nhất, những quyết định tốt đẹp nhất cho bản thân tôi nếu tôi cứ mãi mặc cảm tự ti như thế? Đã đến lúc tôi phải thay đổi, tôi phải rời xa vùng an toàn của mình. Và tôi sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm chính bản thân tôi qua cuộc thi Người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm 2020. Tôi, Đặng Thị Minh Thư, mong mọi người hãy đồng hành cùng tôi trong chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn các bạn cũng nghĩ giống như tôi. Đôi lúc chúng ta thường hay hỏi nhau rằng là bạn nghĩ thế nào về mình, hay là mày thấy con A nó như thế nào. Đó là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Muốn hiểu mình, hiểu người và muốn được người khác hiểu mình. Nhưng để muốn người khác hiểu mình thì chúng ta cần phải hiểu mình đầu tiên. Tôi muốn biết mình là con người như thế nào trong mắt mọi người xung quanh. Bởi tôi không muốn làm trung tâm của sự chú ý, mà chỉ muốn là thực sự những người yêu mến tôi đều có thể cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên tôi. Màu sắc có thể nói lên tính cách của con người, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà lúc trước tôi từng thử làm một bài test trên mạng internet thì nó lại cho ra một cái kết quả làm tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ là màu sắc nó lại có liên quan đến tính cách của chúng ta. Màu xanh lá là màu tôi yêu thích, vì thế tôi chọn nó trong bài test. Vì những lý do rõ ràng về cảm quan màu sắc, mà màu xanh lá là biểu hiện cho sự chắc chắn về thiên nhiên, môi trường. Có thể nói rằng đây là một màu có quy mô lớn và phổ biến trên thế giới, cũng là màu mà mắt chúng ta có thể nhận ra từ cấp độ đậm nhạt khác nhau. Vì những người yêu thích màu xanh lá giống như tôi, thông thường họ sẽ mang tính cách đặc trưng về đặc trưng đại diện màu sắc mà họ yêu quý. Vì là màu sắc đặc trưng cho sự sức sống, nên người yêu thích màu này thường là những người thoải mái, hòa đồng và khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Họ luôn muốn giúp đỡ mọi người, biết lắng nghe và biết giữ bí mật cho người khác. Bởi những đặc trưng về tính cách như thế này thì những người yêu thích màu xanh lá thì sẽ được mọi người yêu mến và yêu mến bởi cái sự chân thành của họ. Về nghề nghiệp thì có lẽ sự chu đáo và hòa đồng của những người yêu thích màu xanh lá sẽ phù hợp với những lĩnh vực y tế, chăm sóc cộng đồng và từ thiện. Trong tình yêu, những người mang màu sắc này, những người yêu thích màu sắc này thì thông thường sẽ cuồng nhiệt sôi nổi và luôn dành cho người ấy một tình yêu đúng nghĩa. Tôi cảm thấy rằng tính cách của tôi có liên kết nào đó với màu sắc mà tôi yêu thích. Thật sự tôi được mọi người xung quanh nhận xét là một con người an toàn, thấu đáo và lạc quan. Tuy nhiên, nếu bạn chưa hề tiếp xúc với tôi thì bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một con người thích nổi bật, kiêu căng và rất khó gần. Nhưng cho dù mọi người có nghĩ hay không nghĩ gì đến tôi cũng không bận tâm nhiều. Bởi điều mà tôi bận tâm nhất bây giờ đó chính là tôi đã làm được gì và tôi đã sống đúng với bản thân mình hay chưa. Và tôi là Phan Hồ Ngọc Ánh, là thí sinh của cuộc thi Người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm 2020. Chào mừng tất cả mọi người đang đến với Người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm 2020. Tôi là Bùi Trọng Nghĩa, học sinh lớp 10A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngô Văn Nhạc. Tôi thấy mình là một người không giỏi văn chương, nhưng ngày hôm nay tôi đã thể hiện mình được như vậy là cả một quá trình. Dù cuộc sống này có khó khăn đến đâu, tôi vẫn không bao giờ từ bỏ. Tôi phải chiến đấu vì giấc mơ của mình. Nói lên con người tôi cũng giống như màu vàng vậy. Vàng là màu sáng nhất trong dải màu quang phổ. Màu vàng thu hút được sự chú ý của chúng ta hơn bất kỳ màu nào. Màu vàng là màu của chiến thắng, của huy chương vàng hay cúp vàng. Màu vàng cho ta biết sự hạnh phúc, lạc quan, giác ngộ, sáng tạo. Và khi mình biết cách sử dụng nó, dù chỉ một chút, thì nó cũng đem lại ấn tượng vô cùng. Tôi rất thích được sự chú ý của mọi người dành cho tôi. Và tôi rất may mắn nhận được tình yêu thương của mẹ. Nên ngày hôm nay tôi ở đây với mong muốn làm cho mẹ mình tự hào về mình. Và tôi sẽ dùng hết sức của mình để đấu tranh cho chặng đường sắp tới, để đạt được thành công mà tôi ấp ủ bao lâu. Và tôi là Bùi Trọng Nghĩa, người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm 2020. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khi nói về một con số cố gắng với bản thân tôi thì thực sự tôi cũng không biết chọn con số nào vậy. Thôi thì những con số mà có thể đầy đủ trọn vẹn nhất về bản thân tôi
Tôi chọn con số 0. Các bạn biết không, số 0 tưởng chừng như vô nghĩa, thế nhưng bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên về ý nghĩa con số 0 nếu đặt nó đúng chỗ. Tôi có đọc một vài bài viết trên mạng xã hội nói rằng số 0 mang ý nghĩa tượng trưng cho sự bắt đầu. Tất cả mọi sự việc đều có khởi đầu xuất phát từ con số này. Theo quan điểm của nhiều người, số 0 được ví dụ như những người có hai bàn tay trắng. Mọi thứ đều không có gì. Nó giống như là bản thân tôi hiện tại vậy. Tôi là một người lớn lên thiếu sự tình cảm của gia đình, hay nói đúng hơn là không có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn như các bạn ở đây. Ngay khi còn là một đứa trẻ, ba mẹ tôi đã ly hôn. Ba mẹ tôi đã ly hôn. Theo các bạn, tôi có quyền oán trách cho số phận mình không ạ? Khi mà tôi phải lầm lũi như thế hết ngày này qua tháng nọ, và cảm xúc vì thế mà cứ chay xệ. Tôi đã từng bị trầm cảm. Tôi cứ như mà con rùa chỉ biết thu vào mình một cái mai mỗi khi sóng gió ập đến. Chính vì những điều đó đã làm cho một đứa trẻ lớn lên trong sự tự ti và thiếu hẳn tự tin vào bản thân mình. Các bạn biết không, tôi nhớ như in, có một lần tôi đứng trước đám đông để trình bày một vấn đề mà cả lớp giao phó, nhưng tôi không làm được và biến thành trò hề cho trong mắt tất cả mọi người. Những ngày tháng khép kín của mình, những lúc như vậy tôi càng ghét bản thân mình hơn. Tôi tự hỏi tại sao tôi sinh ra trong sự thiếu thốn về tình thương gia đình, tại sao tôi không được hạnh phúc trong một mái ấm như bao đứa trẻ khác, và liệu tôi có sai khi oán trách chính những người thân của mình. Các bạn có tin không, tôi đã từng bỏ học, muốn trốn tránh tất cả. Thế nhưng sau những giằng xé nỗi lòng của mình, thì tôi cũng chợt nhận ra rằng người lớn luôn có những câu chuyện khó nói riêng của mình. Có thể là vì một lý do nào đó nên mới để tôi rơi vào hoàn cảnh như thế này. Và thay vì oán trách, tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải cảm thông. Và thay vì cứ dằn vặt tự trách bản thân mình, thì tôi còn phải sống tốt hơn. Vì chỉ có sống thật tốt mới có thể thay đổi bản thân của tôi. Thế là tôi bắt đầu đi học lại, cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần để lấy lại những kiến thức, và cũng là cách để tôi lấp đầy những khoảng trống vô hình trong tôi. Tôi quyết định tham gia tất cả những hoạt động của đoàn trường, và sự có mặt của tôi trong chương trình này cũng là một lý do như thế. Dù bản thân tôi biết rất rõ là mình có những hạn chế để trở thành quán quân cuộc thi này, nhưng không sao cả. Cho dù thắng hay là thua, thành công hay thất bại đi nữa, thì chỉ cần mình cố gắng, không phụ lòng những người kỳ vọng vào mình. Và quan trọng nhất là tham gia vào cuộc thi này cũng chính là tham gia vào cuộc hành trình tìm lại bản thân của mình. Và nếu như mọi người muốn biết hành trình của tôi ra sao, sẽ đi đến đâu, thì hãy theo dõi và ủng hộ cho tôi, Nguyễn Hoàng Tuấn, thí sinh của người dẫn chương trình học đường mùa 3 năm 2020.